tượng đang ở đâu, tầng nóc của cái sảnh, sảnh tầng 1. Rất là nhiều cá. Đây là khách sạn toàn cây xanh, Flamingo. Đó. Trên đây, dưới đây là khu bể bơi tầng 1. Đó, có rất nhiều người đang bơi. Trên này, trên này là cái hồ cá, dưới kia cũng rất nhiều cá. Đó, dưới này rất nhiều người đang bơi. Đó. Khách sạn toàn cây xanh không? Rất là nhiều cây xanh, toàn cây to. Bắn hót. Đấy, có đứng chỗ này này, cá lại đây chơi này. Đây, rất nhiều cá. Đấy. Thôi, đó. Con à, ngồi ghế à? Ngồi đây cơ mà. Đấy, con. Đấy, con ngồi đây với chú Hoàng này. Hoặc là con đứng đây con xem bạn cá lại chơi đấy. Ừ, hiểu chưa? Đó. Đi xa ra một chút nhá. Con gọi cá đi. Tắc, đấy. Các bạn bắt đầu lại đấy. Bể bơi to cũng thích nhỉ. Có điều mỗi lần bơi lại phải xách quần áo trên tầng xuống hơi ngại. Ơ à, con muốn sao? Cái gì? Ngồi đây với chú nào. Xin chào bạn Hoan. Tức là nó đi bên kia rồi. Ai? Tức là mẹ và cụ. Chắc là nó đi bên kia rồi. Đi bên kia. Ừ đúng rồi, chắc là mẹ với cụ với bà với dì Huyền đi bên kia rồi. Bố con mình đi bên này thôi. Tí nữa mình đi bên kia. Đi xuống. Ừ, tí nữa đi xuống. Đang quay clip nhá. Tự vơi lắm, tự vơi lắm. Ơi, bà đi ra.
Quay ra mẹ kìa. Đạp chân nào, đạp chân nào. Rồi, đúng rồi, đạp lên, đạp xuống. Đạp lên, đạp xuống, úi dồi ôi, đạp quá. Đúng rồi, giỏi quá, chạy. Đẩy nước, đạp chân. Đạp mẹ. Đạp mẹ mà, đạp lên, đạp xuống. Thả giữ những hoàng. Đau rồi. Thôi, hết rồi. Kéo lên đi. Ai ngồi nghỉ đây. Nào con bơi nhá. Nào con bơi nào, con bơi. 1 2 3 không sợ. 1 2 3 không sợ gì hết. 1 2 3 không sợ. Thông cảm. Thông cảm nào. Bơi. Con nhìn để cả thấy chân có rồi. Bơi. Con bơi chịu nhá. Đấy, con bơi chịu đấy. Đấy, con nhìn cả chân, con nhìn cả chân mẹ nữa. Mẹ bỏ ra. Nào, bỏ con ra nhá. Con đang quay ra đây mẹ nào. Đấy, chỗ đấy đấy. Không cục đá. Thấy không? Đây. Chỗ mắt. Thấy không? Đá từ đấy, chỗ đấy. Nào, cả nhà làm giải trí nào. Không, không uống. Con nhỏ ra thôi, không được uống đâu. Nước này bẩn lắm. Nước này không được uống đâu. Ơi, một đây. Nước này chỉ để bơi thôi, không uống đâu. Ơi, bạn Hân bơi đi. Ui. Ui. Ơ một xuống nhá. Con đi Hân bơi khỏe đi. Bơi khỏe lên nào. Quay nhá. Hôm nay tôi rất là chiều chồng tôi, cho nên là tôi đã cho chồng tôi đi chèo thuyền kayak. Nắng nóng sắp chết. Gia đình đang ở Đại Lải. Vì không có tiền cho nên là gia đình chúng tôi chỉ đi chèo thuyền kayak thôi, chứ không có tiền đi cano. Chịu thôi, chúng tôi hết sức thích thú với bộ môn chèo thuyền. Ôi, sóng to nhỉ.
mấy cano đi sóng to đấy. Ấy. Ôi tôi chết rồi, tôi chết rồi. Anh dập dành, ui anh ơi. Ui tôi chết rồi anh ơi. Sao nó nhấp nhô thế này. Kệ nó chi. Chị Huyền, chú Hoàng, bà ngoại và cụ ngoại đang ở trên bờ. Không ai chịu đi. Chỉ có một mình tôi, trưởng thống tôi nên tôi phải đi. Nhà rất lười, anh mình cứ chăm. Bơi hồ này sướng đấy, đang đi bơi sướng đấy. Mát nhờ. Ờ, cần đấy phải bơi hồ sướng. Khi nó làm không khỏe rồi, nhưng mà bị bơi rất sướng. Xe quay bên này cũng sáng hơn. Sao cao lên thì nhìn thấy, đó thấy không? Đẹp hơn bao nhiêu. Thế thôi nhá. Nhanh nhờ. Đang xuôi theo chiều rõ hay sao? Thế mình khỏe. Flamingo Đại Lải rất là đẹp. Bạn nào mà có tiền thì đến đây mình chơi nhiều ngày. Chính ra em thấy như này mình chơi 2 ngày cũng được ấy nhỉ? Đúng không? Ừ. Chỉ là thanh bà... Thế thôi nhá. Hả? Thế thôi nhá. À, xuống quay mặt vào đây. Đây. Quay mặt vào đây cười cả. Chè. Ôi, chờ siêu mềm đi. À. Đấy, đẹp chưa? Đẹp. Rất là thơm, toàn mùi hoa run. Ừ, hoa run là hoa gì? Đây là cái hoa vừa rồi. Hoa run là hoa dế à? Ừ. Ồ, sao lại có con đường này nhỉ? Đẹp hết nhỉ? Ừ. Phải cẩn thận tránh. Lần như nào? Từ từ đến bờ sông rồi đấy, cứ vào bờ sông như nào nó có cái gì? Sông là đến sông. Có nước. Nước tối, chưa thơ ạ. Đấy. Đấy. Tối. Cũng hay đấy, đẹp đấy. 11 giờ lúc nãy từ nhà đi đã 11 giờ. Đấy. Sao là khoảng sau này ạ? Đi cẩn thận. Anh nhớ là ở trên bàn là có một chỗ này mà. Thôi chỗ này chắc là chụp ảnh không đẹp. Không, chụp đẹp đấy. Điều ai chụp cho đâu. Đấy.